Nếu da bạn càng ngày càng thấy khô thì hãy đổi ngay cái thói quen từ hôm nay. Thứ nhất là mình sẽ bổ sung các thành phần dưỡng ẩm như là HA, glycerin, ceramide, dùng đều đặn 2 lần một tuần và bổ sung thêm các mặt nạ dưỡng chất, dưỡng ẩm vào 3 đến 4 lần một tuần. Thứ hai là mình uống đủ nước từ 8 đến 10 ly mỗi ngày và tránh các loại uống có cồn hay là caffeine vì chúng sẽ làm mất nước trong cơ thể của chúng ta. Thứ ba là mình sẽ tránh sử dụng các sản phẩm tẩy da chết quá mức và chỉ nên dùng từ 1 đến 2 lần một tuần và cách ngày. Thứ tư là chúng ta bổ sung các sản phẩm mà giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là những cái loại hoa quả để được cung cấp những cái chất dinh dưỡng đầy đủ. Và thứ năm là chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng từ 2 đến 3 lần một ngày, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Thứ sáu là chúng ta sẽ dùng khăn mềm khi lau mặt và tránh dùng những cái khăn có một cái chất liệu cứng hoặc là lau quá mạnh gây tổn thương da. Và thứ bảy, chúng ta hãy để nhiệt độ phòng là không quá nóng và không quá lạnh bởi vì có thể làm cho da của chúng ta bị khô và mất nước. Thứ tám là chúng ta sẽ tắm nước ấm hoặc nước mát và chúng ta sẽ không tắm quá lâu để giữ độ ẩm cho da tự nhiên. Thứ chín là chúng ta sẽ không hút thuốc lá để bảo vệ cho làn da của chúng ta sẽ khỏe mạnh. Thứ 10, chúng ta sẽ là thư giãn bằng các bài tập như là yoga này, đọc sách này và nghe nhạc và đi dạo để giảm stress và giữ cho chúng ta có một làn da khỏe mạnh nhất.